Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả những tình huống và những bàn thắng đẹp ngây ngất đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ. Và các bạn cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Son Heung-min bắt đầu được chú ý kể từ khi cầu thủ người Hàn chuyển đến khoác áo Hamburg SV của Bundesliga vào năm 2010. Và màn trình diễn ấn tượng của Son ở Bayer Leverkusen từ năm 2013 là chiếc vé thông hành đưa anh đến với Premier League, giải đấu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn được trải nghiệm trong sự nghiệp quần đùi áo số. Và đặc biệt, Tottenham Hotspur phải mất đến 22 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền đạo khi đó 23 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc Son Heung-min là cầu thủ châu Á đắt giá nhất trong lịch sử. Để rồi đến nay, anh chứng minh bản hợp đồng mà Tottenham soạn thảo để đưa anh về là một trong những quyết định sáng suốt nhất của câu lạc bộ. Khi anh tiến bộ chóng mặt, càng chơi càng hay và dần trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới mà nền bóng đá Hàn Quốc và châu Á từng sản sinh. Như cá nhân cầu thủ sinh năm 1992 cũng từng thừa nhận, Cristiano Ronaldo chính là thần tượng để anh noi theo và đạt được những thành công như ngày hôm nay. Còn với tất cả người hâm mộ, đặc biệt là các cổ động viên châu Á, vẫn luôn nóng lòng chờ đợi cuộc đối đầu giữa hai chân sút xuất sắc nhất đại diện cho châu lục của họ, với Ronaldo của châu Âu và Son Heung-min cho châu lục đông dân nhất thế giới. Và sau đây chính là lần đụng độ ấy. Giải giao hữu ICC 2019 trên sân vận động quốc gia Singapore đã diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa Juventus và đương kim Á quân Champions League là Tottenham. Đây cũng là lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến màn so tài giữa hai trong số những chân sút lợi hại bậc nhất thế giới thời điểm hiện tại là Son Heung-min và Cristiano Ronaldo. Juventus tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với những trụ cột như Ronaldo, Bonucci, Buffon, Pjanic. Còn về phía gà trống đã tận dụng triệt để cơ hội để thử nghiệm các cầu thủ trẻ khi trình làng những gương mặt mới như thủ thành Gazzaniga, Parot, Skip. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu được 4 phút, Son Heung-min đã có cơ hội ngon ăn khi đối đầu với thủ thành Tottenham sau pha cướp bóng từ giữa sân của Eriksen. Nhưng pha ngoặt bóng và dứt điểm rất căng của Son chỉ mang về cho gà trống một quả phạt góc do bị thủ thành Buffon từ chối. Bảy phút sau, Son gọi thì Ronaldo trả lời. CR7 có cơ hội ngon ăn trước khung thành Tottenham, nhưng cú vút bóng của anh đã bị Toby Alderweireld can thiệp kịp thời. Phút 27, tiền đạo người Bồ lại tiếp tục được trao cơ hội sau đường chuyền thuận lợi của João Cancelo. Sau pha đỡ ngực mẫu mực, cầu thủ sinh năm 1985 tung ra pha dứt điểm uy lực, nhưng rất tiếc cú sút đã đưa bóng đi không chính xác. She's really complicated, but that only makes it better. And it's-
it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. Phút 30, Tottenham bất ngờ có được bàn thắng xuất phát từ đường chuyền sai của Matuidi. Bàn thắng này cũng có sự đóng góp của Son Heung-min với pha lên bóng tạo áp lực cho đối phương và đường chuyền để Parrot dứt điểm khiến Buffon đẩy bóng ra để rồi Lamela dễ dàng đệm bóng mở tỷ số. Hiệp 1 khép lại với lợi thế tối thiểu cho gà trống. Sang hiệp 2, bà Đàm Già có một vài điều chỉnh về nhân sự và đã mau chóng phát huy tác dụng khi phút 56, tiền đạo vào sân thay người Higuin đã có cú dứt điểm hiểm hóc đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Để rồi 4 phút sau, chính Ronaldo là người gia tăng độ khó cho Tottenham với bàn thắng đưa Juve vươn lên dẫn trước 2-1 từ pha băng vào dứt điểm khôn ngoan và thực hiện màn ăn mừng quen thuộc. Đến phút 63, khi CR7 rời sân nhường chỗ cho các đồng đội khác thi đấu, đại diện của nước Ý ngay lập tức chịu sức ép và bị thủng chưa đầy một phút sau đó bởi cú dứt điểm của Lucas Moura. Trận đấu dần trôi về những phút cuối cùng, tưởng chừng hai đội đã hài lòng với một điểm có được trong ngày ra quân. Nhưng ở phút 90+3, pha mất bóng ngớ ngẩn từ giữa sân của tân binh Adrian Rabiot đã bị Harry Kane trừng phạt bằng cú sút từ vòng tròn giữa sân, một lần nữa làm tung lưới đội bóng thủ thành Turin khi thủ môn vào thay cho Buffon là Wojciech Szczęsny đã có tình huống dâng lên quá cao, qua đó đem về chiến thắng 3-2 chung cuộc cho đại diện đến từ Anh trong trận ra quân ICC 2019. Quả thực là một điều tuyệt vời cho Son Heung-min khi những nỗ lực của anh đã được đền đáp khi đang trải qua những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số trong màu áo Tottenham và đặc biệt còn có thể chiến thắng trước đội bóng của thần tượng Cristiano Ronaldo dù cho nó vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Các bạn vừa xem lại những diễn biến chính của trận đấu mà lần đầu Ronaldo đụng độ Son Heung-min. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.